Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Trí lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Đội nghi lễ về vị trí. Trân trọng kính mời Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Trí phát biểu nhậm chức. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì phiên họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào chiến sĩ và cử tri cả nước. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Đảng, của Quốc hội đã phân công và bầu tôi giữ trọng trách Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa Quốc hội, hôm nay tôi vui vì nhận nhiệm vụ mới, nhưng cũng có nhiều trăn trở suy nghĩ vì tôi nhận thức đây là nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách phía trước. Câu hỏi đầu tiên đối với tôi là phải làm sao giữ được những thành quả của các bậc tiền bối, tiền nhiệm đã gây dựng, đồng thời trước yêu cầu kỷ luật, kỷ cương của Đảng hiện nay, trước yêu cầu của pháp luật ngày càng cao và sự mong đợi, đòi hỏi của nhân dân, vì ngành thì ngành tòa án làm gì và làm như thế nào để được đa số nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền của người, bảo vệ sự công bằng, lẽ phải, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và cá nhân, để góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền tư pháp liêm chính theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước hiện nay. Thưa Quốc hội, thưa đồng bào cử tri cả nước, trong thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp, nỗ lực cao nhất trong thực hiện lời tuyên thệ của mình. Tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, những mặt tích cực và của các bậc tiền nhiệm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình
đã gây dựng và sớm khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót mà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra đối với ngành tòa án nhân dân trong thời gian qua. Trước hết, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng hết sức quan trọng sự đoàn kết thống nhất, có chủ trương gắn xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng ngành, phát huy trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, các cấp tòa án, của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là lời dạy của Bác đối với mỗi cán bộ tòa án phải thực sự là người phụng công thủ pháp, chí công vô tư. Và quan trọng hơn cả là phải xây dựng, củng cố được lòng tin của đại đa số nhân dân vào nền tư pháp của nước nhà. Cố gắng thực hiện phương châm nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều để được dân tin, tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm túc sự giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động của tòa án các cấp. Thời gian tới, tôi kính mong tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành địa phương để ngành tòa án phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, tôi kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn và chúc mừng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí.